lòng nghe lời vàng chữ Phật, bậc đại bi đại giác vẹn toàn, kính lạy Phật con xin tinh tấn thấu lời kinh pháp thu lưu truyền. 453 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê, hầm sâu phẩm con xin kính lễ ánh đạo vàng soi lối con về. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát, Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thứ 17 là phẩm phẫn nộ. Và kỳ rồi thì chúng ta đã học tới bài 234 rồi. Thì này chúng ta sẽ tiếp tục học những bài còn lại trong phẩm phẫn nộ. Chúng tôi đọc phần chánh văn trước. Giữ lời đừng nóng giận, điều phục lời chân chánh, xa lìa lời thô ác, dùng lời tu hạnh lành. Giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý tu hạnh lành. Người trí điều phục thân, cũng điều phục ngôn ngữ, điều phục luôn tâm ý, cả ba nghiệp phải điều phục. Thì Đức Phật dạy tiếp theo cái phần trước là giữ thân đừng nóng giận. Bây giờ bắt đầu Đức Phật dạy là giữ lời đừng nóng giận và điều phục lời chân chánh, xa lìa nói thô ác, dùng lời tu hạnh lành. Ở cái đạo lý thông thường mà chúng ta học á, thì cái người mà giữ cái lời nói cho nó chân chánh thì nó theo cái nguyên tắc nào? Dạ, lời nói chân chánh là không nói dối, đúng không ạ? Không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt và không nói lời hung ác. Thì xem như chúng ta giữ được cái trọng giới. Lời nói thấy vậy, nó là một trọng giới. Trong giới thứ tư của tất cả những người học Phật,
Nhưng mà bây giờ chúng ta xác định cái lời nói lành, lời nói ác ở trong đạo Phật. Chúng ta ai phát biểu gọn nhất lời nói như thế nào gọi là ác, như thế nào là lành? Này căn bản này không nói đạo cao siêu, nói đạo dưới đất. Bây giờ nói như thế nào được xem như là lời nói ác? Cũng như vào chùa nói thấy người dạy kia cho ác quá. Thì ác là cái gì? Thiện là cái gì? Nó có một cái ngưỡng nhất định của nó. Mà ở trong chùa có khi chúng ta bị lầm lẫn. Ở đây không cho nói lời thô ác, vừa thô mà vừa ác, hai cái này nó chồng, thô khác, ác khác. Nhưng bây giờ Đức Phật dạy mình là thô ác thì nó là chuyện khác, đúng không? Lời nói ác là nói khác, là nói thô nói khác. Chúng ta có minh định được hai cái chữ thô và ác nha. Có những người nói ác mà không có thô, nó ngọt lắm nhưng mà người ta chết. Này nó không phải là thô ác. Cho nên trong cái tiếng như Pháp có cái ái ngữ đó. Ái ngữ dễ vì người ta lầm lẫn lắm. Nói ngọt, ngọt là theo như là ái ngữ rồi, không phải. Lời nói ngọt chưa chắc là ái ngữ. Lời nói ngọt coi chừng nó ác hơn cái lời nói thô. Cái lời thô là những lời mà chúng ta khó nghe trước ban đầu. Nó lớn rồi, nó cọc cằn, nó thô lỗ, nó nói dùng những ngôn từ thiếu qua mỹ. Và kèm theo cái gì? Kèm theo sân hận nó mới thành thô. Và nếu kèm theo sân hận mà nói lớn tiếng để chửi rủa, nó mắng nhiếc để làm người khác đau khổ, vì lời nói đó nó mới trở thành ác. Nhưng mà cái sân hận không thành thô, ác đó mới là ác hiểm đó. Ghét rồi đó rồi, hận rồi đó rồi, nhưng mà dụ và giết một cách rất là âm thầm, thì lời đó không thành lời thô, nhưng mà nó vẫn là lời nói ác. Đã có đôi khi đạo Phật sử dụng từ ngữ chút xíu thôi, mình đọc không kỹ mình sẽ hiểu lầm cả một cái bài kinh lớn của Đức Phật dạy. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là như thế nào gọi là ác vậy đó. Ví dụ như bây giờ ông thầy giáo đánh đứa học trò, ác chưa? Nếu đứa học trò đó không bị đánh, nó không có sợ, nó không ngoan, ông thầy ở trong chùa bắt đệ tử quỳ hương, bắt chú điệu quỳ hương, ác không? Thật ra cái hành động tuy nó thô nhưng mà nó thể hiện tình thương. Ví dụ như là có thiền sư lại hỏi thiền sư Thủy Lạo lại hỏi Mã Tổ thế nào là để ý Phật pháp, Mã Tổ đạp một đạp té bò đó, thấy không? Ngộ đạo. Thủy Lạo nó là từ khi, nó là sau 30 năm ngộ đạo rồi nha. Rồi ông về ông dựng lập đạo tràng, ông thuyết giảng, rồi ông có một cái câu là kể từ lúc mà ta ăn được cái đạp của Mã Tổ cho tới giờ phút này ta chưa bao giờ thiếu tương dưa rau muối. Vậy là cái hành động mà thô như nó xuất nguồn từ cái gì? Nhưng đây nó mới lộ, bắt đầu nó lộ từ từ ra thế nào là thiện, thế nào là ác, đúng không? Có những cái hành động như ngày Nam Truyền cắt đầu con mèo thì rõ ràng là sát sanh rồi. Nhưng có phải ác không? Không. Ngài rất là đau khổ khi cầm con mèo, khi Đông Lan, Tây Lan ngày xưa cũng là chúng hai bên. Mấy thầy mình trong chùa chắc không có vật gì để nuôi, bữa đó có con mèo ở trong chùa. Bên phía mình tăng đường bên này thì nói con mèo của bên này, bên phía mình tăng đường bên kia thì nói con mèo của tôi. Cự với con mèo giành giật nhau ồn ào trong chúng, ngài thăng tòa liền. Cầm con mèo với một cái chiếc dao lên trước đại chúng. Ngài nói ngươi, các ngươi hãy nói cho được một câu, không được là cắt cái đầu con mèo này. Chứ chúng không ai nói được, ngài đành xuống tay, rất đau khổ, chiều đợi Đặng Ấn Phong về. Ngài thuật lại cái chuyện đó.
Đặng Ấn Phong cúi xuống lụm chiếc dép để lên đầu đi ra, không nói câu nào. Nam Tiền rớt hai hàng nước mắt xuống, nó phải chi có ngươi ở nhà. Thì hồi sáng này con mèo nó sống rồi. Nó có những hành động mà ông thầy phải triệt để gì đại chúng mình mà phải hy sinh một cái gì đó. Đương nhiên sau cái lần cắt cổ con mèo, đừng nói là ngài Nam Truyền không bị hậu quả xấu, đương nhiên là phải bị. Dứt khoát nhân quả làm là sẽ có. Nhưng mà ngài vì đại chúng, ngài có thể làm một cái gì đó để khai thị, mà cả đại chúng ai hiểu biết gì đành xuống tay thành phạm tội sát sanh. Đó là tấm lòng của những vị thầy. Nhưng mà có rất là nhiều cái người đệ tử không hiểu nổi. Và nếu Phật tử không hiểu nổi, trong lịch sử không ai hiểu nổi ngài Nam Truyền, thì cho rằng một vị thiền sư nổi tiếng mà dám chặt đầu mèo trước công chúng, phạm giới trước công chúng. Ngài Hoàng Bá nổi tiếng từ bi, Lâm Tế hỏi thế nào là để Phật Pháp, xách gậy ra đập, đập tới đau đớn Lâm Tế về khóc ròng luôn, không biết chuyện gì. Trong khi mình rất là thiết tha học đạo, mà khổ nổi ngài Trần Công Túc ổng suối, ổng thấy ông này cái hạnh đó tốt quá, giữ giới rất là trang nghiêm thanh tịnh, trong chúng chưa hề có một cái chút gì làm động chúng trong suốt nhiều năm trời, hoài nghi tới hạnh tuyệt vời, nghĩ là có thể làm mô phạm cho đời sau, là ra suối ổng lên gặp ngài Hoàng Bá khai thị ngộ đạo để có thể kế thừa trong môn. Chú Lâm Tế khóc ròng rã, tôi có lỗi gì, tôi học đạo mà lên bị ổng đánh ba gậy, hỏi thế nào để Phật Pháp, chứ phải chỉ tôi hỏi bậy sao. Với tâm thiết tha cầu học Phật Pháp của tôi mà ổng đánh tôi là lỗi gì? Trần Công Túc nói, có khi Hòa Thượng muốn dạy ngươi cái điều gì đó, ngươi lên ngươi hỏi lần hai đi. Có khi ổng thay đổi. Lần hai lên mới vừa đảnh lễ, thưa Hòa Thượng, thế nào là để Phật Pháp, thì nện cho ba gậy lết đi xuống, quýnh mạnh nó quýnh đau á, chứ không phải quýnh vừa, không phải quýnh giỡn chơi, quýnh bò đi xuống luôn. Một lần nữa Lâm Tế rất hận thầy mình, khó chịu lắm. Phải chi mà mình xạo sai lầm phạm giới, phá trai làm ồn ào phá đại chúng gì á, thì bị đánh không nói. Còn này mình hỏi để Phật Pháp rõ ràng, với cái tâm cầu học Phật đạo rõ ràng, thắc mắc tận cùng, không hiểu lý do gì mà kiểu này ba cái gậy này là đạo lý gì, không biết ổng dạy cái thứ gì. Ngài Trần Công Túc nói, lần nữa đi con, gắng lần nữa đi, biết đâu lên ổng sẽ có câu khác cho mi. Lâm Tế và bò lên lần nữa, lúc này cũng vừa chán nản, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, lên cũng vẫn còn có cái tâm thiết tha học đạo đó. Thưa thầy, thầy cho con hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, đánh ba gậy tiếp tục. Lâm Tế không còn nhịn được nữa mà không có cự lộn với ổng, thôi bò đi về. Mỗi người đệ tử rất là đặc biệt, bỏ đi. Bỏ đi mà giữa nửa mùa hạ đi, không hiểu sư phụ dạy kiểu gì, rất là thao thức, và dồn Lâm Tế vào con đường cùng ra đi. Nhưng mà trong cái tâm là tại sao mà mình hỏi Phật Pháp mà ông thầy không đánh mình, lỗi ở chỗ nào mà mình bị đòn, lỗi ở chỗ nào, cứ như vậy hoài trong đầu không có ngơi. Trần Công Túc quyết định kêu Lâm Tế lên gặp Hoàng Bá một lần nữa. Nói ngươi đi thì đi, nhưng mà ngươi phá hạ đi rồi, nhập hạ thì đương nhiên là không có được ra khỏi cổng. Nhưng bây giờ ngươi giận sư phụ, ngươi phá hạ đi, cũng chịu khó lên chào ông già đó một chút rồi đi. Thì lần này lên chào Hoàng Bá ra đi. Ông không đánh nữa mà ông nói ngươi có đi thì thôi, phá hạ tới phá hạ lui như thế này chẳng có tốt lành gì đâu, thôi ra ghé thăm cha già đại ngu bên kia chút đi, rồi đi đâu đó là đi. Hoàng Bá biết người có thể giúp được, xúi đệ tử mình đi. Qua tới ông cha già đại ngu ở người từ đạo tràng nào tới nửa hạ như thế này, nói dạ con ở đạo tràng của ngài Hoàng Bá tới đây, hỏi Hoàng Bá dạy ngươi cái gì mà ngươi bỏ ra đi. Nói dạ thưa Hòa Thượng, con không biết con có lỗi gì, mỗi lần hỏi đại ý Phật Pháp là mỗi lần ăn đòn. Ông già đại ngu cũng vỗ với một cái bóp, trời, cái lão bà Hoàng Bá từ bi như tột độ, em nghĩ còn ở đó thấy lỗi không lỗi.
Lúc đó Lâm Tế ngộ. Lâm Tế nói liền một câu: ôi vậy là đạo lý của ông cha già này không có nhiều, để ngủ giật mình. Mới vừa nói câu đó là Lâm Tế ngộ liền. Thầy cô nói ấy, cái con quỷ đáy dưới sàn, người mới vừa nói với ta có lỗi không lỗi, người giờ người nói đạo lý hoàng bá không có nhiều là ý gì? Thì Lâm Tế liền công tay tặng cho Đại Ngu một đấm. Lúc đó Đại Ngu mới nói là ôi cái chuyện này là chuyện của cha hoàng bá, bởi người giờ nói chuyện không có dính gì với ta, ta không muốn ăn đòn tiếp tục nữa, bị đấm đau quá sợ bị đấm thứ hai. Nhưng mà thực sự đó là cái kiểu của thiền sư chấp nhận nhau. Chúng ta thấy cái hay gì, cái công khai thị dồn hoàng bá, dồn Lâm Tế tới chỗ cùng, cái công đó là công lớn, gọi là công coi như là khai sơn phá thạch của ông thầy kia. Mình chỉ là khựy cái để cho nó bể thêm thôi. Nhưng mà cái duyên, có khi cái duyên học đạo nó kỳ lắm. Ở cả một cái đời với ông thầy của mình khổ gần chết, không biết, không ngộ gì hết. Gặp ông thầy kia nói chơi chơi cái là ngộ. Nhưng mà các cái vị đại thiền sư, các vị hiểu lắm, cái cách cư xử các ngài hay lắm. Đáng lý Lâm Tế ngộ với cái tay của Đại Ngu thì có thể là Lâm Tế ở lại với Đại Ngu để làm đệ tử được, tại vì Đại Ngu có công khai thị cuối cùng. Nhưng mà không, công lớn là của hoàng bá, Đại Ngu xác định như vậy, đi về bển trình sư phụ mới đi. Và Đại Ngu cũng thừa biết là hoàng bá thấy cái duyên của ngài Đại Ngu có thể làm vỡ chuyện của Lâm Tế chỗ cuối cùng. Hai người hiểu nhau. Thiền sư họ không cần phải ở chung chùa, nhưng mà ở từ xa họ biết cái cách làm việc, cái kiểu đó. Thì vậy là Lâm Tế quay về với hoàng bá. Hoàng bá cũng biết chắc rằng Lâm Tế tới Đại Ngu ngộ và sẽ quay lại, nằm đó chờ đệ tử mình quay về. Hoàng bá đi về đâu đang đi song song vô cái thất riêng của hòa thượng, không ai dám cản, đi ngầu lắm. Giờ thì ngài hoàng bá nói là ngươi là phá hạ để đi, bây giờ phá hạ để về, chừng nào mới thành tựu đạo nghiệp? Đó là mi câu không phải rầy, nhưng mà thử mày quay lại đây chắc chắn là có chuyện rồi. Hoàng bá thừa biết Lâm Tế quay lại là có chuyện, nhưng mà phải dán nghiêng câu để người trả lời coi nó ra cái gì, cái đó hãy quay lại nói chuyện. Lâm Tế nó nhờ ơn hòa thượng cho nên con quay lại. Thì ngài hoàng bá biết rồi, hỏi ngươi qua bển thì cha già Đại Ngu nói cái gì. Lâm Tế thuật hết những cái chuyện gặp gỡ ngài Đại Ngu, thì ngài hoàng bá biết là Lâm Tế đã ngộ. Cho nên ngài hoàng bá nói để mà khen Đại Ngu, chứ không phải là chê trách. Nói thằng cha già không biết xấu hổ, đợi gặp mai mốt ta gặp thằng cha đó thằng ta sẽ tính. Hay không? Lâm Tế xong giới đấm một đấm vô bụng sư phụ trở lại. Nói khỏi cần đợi lâu, ngay bây giờ đầm cái ốc vô phòng của ngài hoàng bá. Ngài hoàng bá mới la lên: đại chúng, có một gã phong điên nó đánh ta. Đó là câu gọi là ấn chứng Lâm Tế ngộ đạo. Nhưng mà kế hôm đó là có ngài Trần Tôn Túc là tri sự, là người lãnh đạo trong chúng, phóng vô can ngăn, thì bị ngài hoàng bá đánh cho ba gậy cho Trần Tôn Túc. Đánh là ý gì? Tức là đại chúng phóng vô can cái chuyện của hoàng Lâm Tế đánh hoàng bá, thì cứ nghĩ rằng là cái cha Lâm Tế này sau cái lời nói của ngài hoàng bá là cái gã phong điên, có nghĩa là coi như là Lâm Tế thì nó khùng, nó đánh hòa thượng, thành ra là người có trách nhiệm phải phóng vô can. Nhưng mà thật sự đó là một câu ấn chứng của ngài hoàng bá rồi, Lâm Tế ngộ đạo rồi. Nhưng mà Trần Tôn Túc không hiểu nổi điều này, phóng vô can, thành ra lúc này ba cái gậy mà của ngài hoàng bá đánh mới là đánh thiệt. Đánh ngài Trần Tôn Túc ba gậy, ngài Trần Tôn Túc rút lui, đó mới là cái gậy thiệt, gậy đánh thiệt. Thành ra có những cái gậy mà cứu người mà không phải cứu bình thường, cứu thoát một người có thể ra ngoài tam giới, cái kiểu của hoàng bá. Có những cái tiếng hét, những cái cú đạp, những cái lời nói nếu mà nghe in tuồng như điếc ốc đền tài. Dưới cái thời của ngài Lâm Tế này rồi á, mấy thiền sư có nhiều cái chuyện mà chúng ta nghe chúng ta biết, chúng ta chịu không nổi. Thì đệ tử của ngài Thiện Chiêu á,
có ngài Hoàng Long rất giỏi. Một bữa có người lại học đạo, ngài chửi túi bụi luôn. Thưa hòa thượng, cho con xin hỏi câu đạo lý. Ổng chửi, ổng chửi là tắt bếp luôn, chửi đến mức độ ông này chịu không nổi mà chửi thô lắm. Thưa hòa thượng, tôi tới đây học đạo đâu đã phải nghe hòa thượng chửi. Ổng chửi thêm một chập nữa. ổng chửi không có lời nào để có thể trả lời. Ổng chửi thô, ổng chửi tục, ổng chửi. Ông này nó bệnh lỗ tai, nói bây giờ hòa thượng ngưng chửi thì con rút tay ra. Như ta tới học đạo với ông, ổng chửi hoài à? Thì ông này nghiêm túc lại mới nói một câu: ta nói vậy là chửi người hả? Ông kia ngộ liền. Thật ra mình thấy nó nói cái lời ác, nhưng mà bên trong nó ẩn chứa tràn đầy cái đạo lý trong đó. Cho nên là sáng mình nói là nếu mình tới với thiền sư không có bằng tất cả những cái tâm đạo lý để mình đón nhận tất cả những cái hành xử đều thể hiện là đạo của thiền sư thì mình mãi mãi không thể nhận được. Nhiều ông thiền sư ông thấy mình phải làm kiểu này với mình, ông sức một cái thôi mà lần hai không thể có xảy ra trong đời nha. Chúng ta nên nhớ như vậy. Ông thầy đó không bao giờ lặp lại chuyện đó lần thứ hai cho mình trong đời này. Chỉ có phút chốc đó, ông gặp mình, ông nói cái gì đó, ông hét cái gì đó, ông làm cái gì đó một lần duy nhất. Cơ hội đó mình không nắm bắt coi như mất. Không có chuyện tái diễn đâu, thiền sư không lặp lại. Cho nên có một cái cơ hội nào đó mà những cái vị thầy đủ đạo lý để có thể muốn làm cái điều gì để khai thị mình mà mình không đón nhận bằng cái tâm đạo lý, mình bằng cái tâm so sánh phân biệt hơn thua phải quấy. Mình thấy ông thầy này nói lời đó là thô, làm cái việc đó là không đúng, rồi cái này là không phải đạo, kia không phải đạo. Mình ngồi đó mình bình phẩm phê phán ông thầy chứ mình không đón nhận đạo lý từ ông thầy là mình chết. Mất hết cơ hội, uổng lắm. Nếu mà mình xác định người đó là thầy mình và vị này là có khả năng dẫn dắt mình tới đạo lý và chấp nhận phải theo học thì chúng ta phải 24/24 đối diện với ông thầy là dứt khoát phải nhận đạo từ ổng. Chúng ta đừng có bỏ qua cái tâm này thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm. Có những cái rất là bất thường, rất là xuất thần, ông thầy có thể đẩy mình qua cửa ngõ sinh tử. Nhưng mà nếu mình có một sự chống chọi để coi con thầy nói câu này là câu gì, ông làm cái này có đúng với cái đạo hay không, ông nói câu kia coi chừng không phải, câu này nó thô quá, sao ông thầy mà lại nói như vậy. Kể như tất cả những cái tâm đó nó làm che chắn hết những cái điều mà ông thầy muốn làm cho mình. Ông thầy mở cửa thì mình lấy tay mình đóng lại. Đó là cái mà rất là uổng. Thật ra khi mà nói tới cái lời thô ác ở trong đạo Phật, thật sự nó ác, nó xuất phát từ đó, từ cái tâm phiền hận mà xuất thành ngôn ngữ, thì cái đó chúng ta mới được xem là cái lời nói ác. Nếu như bây giờ người ta nói gì cái sân hận vì sự ích kỷ riêng tư thì lời nói đó được xem là nói ác. Mà theo trong kinh Cập Thiện đó, tôi nói là nói thiện là cái gì? Cái lời nói thiện ngay nơi hiện tại giống như có sự tổn thương, sự mất mát, nhưng mà một giai đoạn nữa sẽ có lợi ích cho người ta. Có nghĩa là những lời trầy la của vị thầy của mình giống như ông thầy ổng nói lời thô, ổng rầy, ổng la, mình thấy giống như là mất lòng, nhưng mà thật sự trong lòng đầy cái sự thương yêu. Nếu như mình không nói cái người đó bằng câu đó thì không ngăn chặn được cái ác nghiệp của họ. Ác nghiệp không có nghĩa là họ đi giết người, nhưng mình thấy rõ ràng dưới cái tâm đó mà họ còn, họ sẽ bị đóng bít con đường đạo lý. Nếu còn một chút thái độ đó mà ông thầy không biết cách để chặn lại thì người ta vẫn tiến xa theo cái nhìn, cái thấy, cái kiến giải riêng tư của mình để mình dần dần mình xa đạo. Ông thầy không muốn. Có những người phải nói bằng những cái lời rất là ngọt để cho người ta phải chấp nhận được cái đạo lý của mình. Thật ra mỗi một người gặp một vị thầy là một chiêu. Có những người đi rất xa, thương quý ông thầy dễ sợ luôn, mong được gặp mặt ổng và chờ cái ổng cười cái sao thấy giảng thuyết ổng vui quá rồi.